Hoàng Nam. Mời bạn nữ. Rồi, chào anh. Chào anh Nguyên Linh, chào chị Cát Tường. Dạ em tên Nguyên, Võ Minh Nguyên, quê quán Bến Tre. Bao nhiêu tuổi Nguyên? Em nay 26 tuổi. Làm công việc gì? Em thì đang công tác ở phòng công an của thành phố Bến Tre. Công an hả? Làm mà hơi căng quá hả? Làm gì vậy? Không căng gì đâu anh ơi. Phải họ. Thôi bây giờ mình thoải mái lên ha. Thôi nghe bạn gái bên kia giới thiệu. Rồi, giới thiệu, bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Dạ, chào con. Sao dạo này có nhiều người chào chị Cát Tường mà chào chú Quyền Linh quá ta? Thiệu dạ, bà. Em đọc bài thơ giới thiệu. Em đây tên gọi Hòa Minh, 25 tuổi, nữ hội sinh là nghề. Xem chương trình rất là mê, hôm nay được đến hả hê trong lòng. Ồ, nghe rõ không, cạnh công an? Em nghe rõ chị. À, nghe nhưng mà mặt anh cũng hình sự lắm. Cái gì kỳ vậy? Bạn nữ có sợ công an không? Dạ không, em thích người chính trực như vậy. Thích người chính trực như vậy hả? Hay quá. Ồ, nhưng mà bây giờ hỏi nè, em là hiện giờ công việc ở đâu? À, em là nữ hội sinh, bệnh viện Từ Dũ ạ. Rồi, mà quê quán ở đâu? Quê em ở Đồng Tháp. Mà bây giờ thí dụ như về Bến Tre làm dâu ở nhà chú công an đó được không? Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Tự nhiên em im lặng, chị hồi hộp quá, chị tưởng không được chứ. Chú công an có tìm được việc cho bạn gái mình ở dưới Bến Tre không? Nếu như bạn đó muốn thì sẽ tìm được. Ủa ba, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình gần 5 năm. Vậy là cũng rất là sâu đậm rồi. Trời, 5 năm mà sao chia tay vậy bạn? Người khác thay đổi chứ không phải mình. À, người khác thay đổi. Vậy là hiểu lý do rồi. Anh nhưng cũng... mà chia tay bao nhiêu lâu rồi? Chia tay này cũng gần 3 năm rồi. Vừa từ tại sao từ đó đến nay vẫn ế? Cũng còn hơi có cái vết hơi sợ vậy. Sợ, anh sợ gì người phụ nữ? Sợ mình thật lòng ta, ta không thật lòng mình. À, vậy anh mong muốn tìm một người nào để mình đừng có sợ? Tìm ta thương mình thiệt tình chứ hiểu và không cảm gì cho mình. Muốn cái ngoại hình của người của mình yêu là như thế nào? Dễ nhìn. Cao lớn mập ốm gì không em? Dáng người cũng thon thon. Thon thon cỡ nào? Vậy như có da có thịt chút xíu. Ốm quá không được ha. Công việc của bạn là hay đi đêm, đi hôm, đi xa đồ, lâu ngày không về nhà không bạn? Dạ. À, chuyện đó bình thường không sao cả. Vấn đề chỗ là bạn bên kia á, bạn phải hiểu rằng thậm chí đang ngủ cũng phải thức dậy để lo cho sự bình yên của xã hội. Dạ, đúng không? Dạ. Bạn kia thấy sao bạn? Bạn thấy như thế nào về cái công việc của anh? Dạ, em đồng cảm. Cái nghề, cái nghiệp người ta đã chọn gắn bó với công việc đó cả nghề thì mình nên tôn trọng, đồng cảm với người ta. Quá dễ thương. Đó, thì được rồi đó. Vậy còn công việc của bạn thì sao? Em cũng đi trực cho nên em cũng thông cảm, cũng hiểu cho những người ví dụ như là lễ Tết, thứ bảy, chủ nhật nhiều khi vẫn phải làm mãi miết kìa, cho người ta đi nghỉ để giữ cái sự bình yên cho xã hội, em hiểu. Bạn đã có mấy mối tình rồi? Dạ một. Cũng thật ra cũng không phải là mối tình đâu chị. Tại vì là em thích đơn phương người ta nhưng mà người ta không có thích em. Nhưng có khó nè, mình phải phân tích luôn nè bạn. Thí dụ như bạn là trực 2-3 ngày, thậm chí những ngày lễ, ngày Tết bạn phải trực 100% quân số. Rồi sau đó bạn vừa về với nhà thì bạn bên đây đi đỡ đẻ. Bạn tính sao trong lúc đó? Thì đó thì mình đã là quen, chấp nhận quen nhau, tiến tới sang nhau thì mình sẽ thông cảm vào công việc cho người ta. Thông cảm nha, chứ là lượng đó. Nhưng mà bây giờ nè, hai vợ chồng là lấy nhau rồi sinh con rồi, bây giờ những cái lúc mà hai vợ chồng đều đi trực đêm hết thì con nhà ai coi? Lâu mình xây vòng mình mượn người ta trực giùm về giữ. À, cái vụ xây vòng nữa. Lâu mình mượn được. À, mượn được. Dạ. Bạn gái mình có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì không? Mình chia sẻ cho bên kia nghe luôn. Em khéo tay, tỉ mỉ. Em thích nấu ăn, biết văn, làm thơ. Làm thơ biết văn là thấy hay rồi đó. Chắc chắn nữ hộ sinh là phải là chăm chỉ, khéo léo rồi. Rồi, vậy còn những cái khuyết điểm của mình là gì nè? Khuyết điểm của em là nói nhanh. Em hay giận người ta. Giận nhanh đến mức mà em hết giận người ta cũng không hay là em giận lúc nào. À, có nghĩa là tự giận tự hết. Dạ. À, ngoài làm thơ ra em còn hát hò gì không? Được ạ. Rồi, làm một bài đi. Hold me up, hold me tight, let me up to touch the sky. Teaching me to love with her, having me a friend my mind. I can fly, I'm proud that I can fly. Sao mà giống thích 6-7 tuổi quá vậy trời. Chú ơi, người như vậy trẻ lâu chú ơi. Phải không con? Giờ chị hỏi em một cái rồi chị qua chị nhìn mặt ảnh nè. Chị này. Ơi sao?
Em không có thích con trai để ngón tay dài, nhất là khi ngón út ngón tay dài giống hai dấu chị kiểm tra. Dài quá trời em ơi, quá trời dài luôn. Còn gì nữa không? Ảnh nhắn tin cho em hay viết thư tình cho em phải biết đúng chính tả, biết sai chính tả em giận. Đúng rồi. Còn cái mặt ốm gì không? Có cái móng tay thôi hả? Cao trên 1m65, nặng trên 55kg để mà đi hiến máu được chứ em. Ủa gì hiến máu nữa hả? À, không đi được, không đi được thì khó. Ngón tay út ra liền. Được. Dài cả khúc ạ. Cao bao nhiêu? Em cao 1m7. Được. Nặng nhiêu? Nặng 65kg. Được, chuẩn. Khỏe không? Sức khỏe dữ. Hít đất 10 cái. Hơn. 10 cái làm liền. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy mới tin chứ. Trời đâu chứ. Bình thường phải không? Bình thường. Thấy mặt ngầu chưa? Ngầu ha. Ngầu đâu chứ. Ngầu nhưng mà cũng đẹp trai. Cười rất là dễ thương nhưng mà cười hoài đi. Ờ vậy đi trời ơi. Rồi. Rất được, rất được. Cái những cái tật xấu gì của mình có thể chia sẻ ngày hôm nay cho người bạn kia. Tật xấu của em thì nói nhiều. Ủa bây giờ đâu nói nhiều đâu. Không có, cái như là ví dụ em không thích người đó, cử chỉ người đó, em nói chừng nào để ta sửa. Nói hoài vậy đó. Ưu điểm là gì? Mê thể dục thể thao. Tốt. À, thích đi đây đó, lâu lâu không gió mát nắm cả. Rồi em đi có người thân không? Dạ em đi với em họ, với hai bạn đồng nghiệp, gọi chung là hỏi FA của em. Hòa. Rồi đội của Hòa Minh. Rồi chào các bạn. Dạ chào chị, chào anh, chào quý vị khán giả. Lo duyên cho bạn mình trước, rồi tới phiên mình sau. Dạ. Bây giờ thấy anh công an đó là sao nè? Nếu như mà anh quen bạn em á, thì giống như một tuần thì anh có thể lên thăm bạn em được mấy lần? Đó, nếu như một tuần công việc anh mà suôn sẻ không có gì hết á, thì có thể là cố tình anh lên. Còn cái hứa lên không lên được thì nó cũng không hứa trước được. Đúng rồi. Bởi vậy nói cái bạn bả nó không cảm là vậy chứ không phải. À, nhưng mà tại vì cái đặc thù nghề nghiệp của tụi em là làm theo ca kíp. Cuối tuần có thể là anh rảnh nhưng mà tụi em lại mắc đi trực bệnh viện. À anh ơi, anh có thích con nít không? Ờ à, tại vì chị Hòa Minh á, nhà em á thì rất là giống con nít. Đôi lúc mình làm bảo mẫu mình có chiều chuộng được không ha? Tại vì chị rất là hiền và rất là con nít. Mà để coi lại nít mấy tháng tỏ rồi chiều hơi khác. Đúng rồi, để chút coi mặt con nít mấy tháng đúng không? Chiều đến quan coi mặt trước nói con, nghe. Còn cô nào muốn hỏi gì nữa không? Trời hôm nay mấy anh công an bị hỏi quá. Này chắc cũng cỡ 8-9 tuổi. Dạ. Nghe giọng nhỏ nhẹ quá hả? Anh bên đây á, là anh tuy cái mặt hình sự nhưng cười dễ thương lắm. Cười rất là duyên. Các chiến sĩ công an thì cái nguyên tắc nó cũng rõ ràng, kỷ luật nó sắc lắm. Ha? Anh cũng đừng lo là này kia nọ. Là yên tâm. Chú Duyệt là ok. Chú Duyệt rồi đó con. Duyệt, trời ơi chị cũng Duyệt mà, đẹp trai lắm. Dễ thương, đẹp trai. Thôi giờ mình cho hai trẻ gặp nhau đi. Kéo màn lên. Gặp cười liền nha, anh Sư. Rồi. Nào. Dạ em có quà tặng anh. Tặng đi. Sao mặt nghiêm vậy? Trời ơi tao tặng quà mặt căng vậy? Lên, cảm ơn. Thông cảm với tre lên xa xôi, tính đem kẹo dừa lên mà quên. Ha. Thôi để mai anh kiếm kẹo dừa anh gửi sao? Nói đi. Sao răng chú? Thì có dịp thì anh sẽ mời em với mấy bạn em về Bến Tre cho biết quê anh một lần. Dạ. Xin phép mở quà coi cái gì coi. Mở ra coi. Cái gì vậy? Cục xương. Chú nấu được không? Chú á chú. Ý nói người ta muốn gặp xương. Chú coi cái gì vậy? Đó là quà lưu niệm em mai trong hai đêm. Trên đó có chữ smile. Hy vọng mỗi buổi sáng anh nhìn thấy nó, anh có thể cười tươi vui trong suốt một ngày. Ờ vậy anh cảm ơn. Đáng như sáng sớm anh lấy cục xương ra anh nhìn cục xương anh nhớ em nha. Người ta làm 2 ngày 2 đêm đó. Anh quan niệm như thế nào về hôn nhân? Sống hai vợ chồng sống hòa thuận hiểu ý nhau và đừng có, nếu như mà có buồn gì thì nói để biết bên đối phương bên kia thì tìm cách để sửa. Chứ đừng mà để trong lòng hoài thì cũng khó. Anh biết nhậu? Thì công việc bắt đắc dĩ cũng phải nhậu, điều hôm nay cũng hạn chế rồi. À, ba em yêu cầu rể biết nhậu để hầu rượu. Thì đó thì không sao, điều cũng chế được. Điều mà cái em có chịu làm dâu Bến Tre hay không? Nếu mà gia đình bên anh thích hợp, yêu thương em thì em về. Đó thì em yên tâm. À, nếu mà làm rể và em á, thì phải về sắp nướng tí quýt. Đó là được không vậy em? Hầu rượu cho ba.
Rồi đám giỗ thì phải bưng mâm lên, dọn mâm xuống. Đó là được, làm được. Tưởng cái gì khó, cái chuyện đó dễ ẹt. Cảm nhận về bạn nữ thế nào? Bạn nữ thì cũng dễ thương mà. Này chị nói thiệt nè, bây giờ á, giờ thấy cảm nhận đầu tiên là thấy đã ưng bụng chưa? Ưng rồi chị. Ưng không? Dạ. Vậy thì làm sao giữ được người yêu dễ thương vậy ở thành phố? Thì người ta cưới lẹ đi, mình đỡ cái rước về dưới luôn. Người ta nói á, lấy vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Điều mà em tin quan niệm của mình là của mình không nào mà bay được. Tự đúng rồi. Quá. Của mình không còn nào thò tay vô được hết trơn á. Ghê quá. Em cần một người cho em cảm giác an toàn. Trời ơi, bảo gì? Quá an toàn. Quá an toàn luôn. Công gia trưởng, chạy xe ngoài đường chạy đúng luật. Công an mà không lẽ là không đúng luật. Không mê game. Có mê điện tử không? Không rồi. Không có. Điện kia con. Con cũng sợ sợ. Sợ gì? Sợ gì đâu em. Chú thấy rồi, quá ổn rồi đó. Dễ thương lắm mà, đẹp trai, hiền lành, chân chất. Rồi con mặt đi. À, có một câu trong tiểu thuyết ngôn tình con đọc con thích. Nói dạng gì đâu, cái chú gì. Nhìn ảnh á. Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời nhưng hạnh phúc nhất là được nắm tay nhau đi tới đầu bạc răng long. Thì nói chi vậy sao, câu hôm mình nắm tay lên. Dễ thương mà. Dễ thương, biết nói hài hước được chưa? Vui đấy. Rồi, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ ha. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Ủa đếm chưa? Hỏi đếm luôn. Giờ xong rồi đó. Ủa chưa đếm mà. Làm gì nôn dữ vậy trời. Mà nắm luôn đi. Ủa sao không chấp hành luật lệ gì trơn vậy? Quy định là phải đếm 1-3 bấm nút sao tự nhiên bấm rồi. Không có đếm mà nó không học đếm. Rồi đó, cô này sao làm gì lẹ vậy? Con nghĩ là không cần đếm. Nôn quá rồi đúng không? Sao nắm tay anh thấy sao? Dạ lạnh quá. Có điện. Có điện có. Có điện không anh? Có. Điện gì vậy? Điện này 300 ạ. Mày nói câu gì với em đi. Có dịp anh sẽ lên thăm em và chúc cho em có thành công trong mọi công việc và cho anh gửi lời tới hỏi thăm sức khỏe gia đình của em. Anh. Em nói lại đi. Em cũng sẽ cố gắng để làm dâu xứ Dừa. Trời ơi.